ន1ចូលរួមសម្ដែងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដែលច្រៀងដោយក្មួយប្រុសមួយប្រុសតួណាចាបាទមួយប្រុសតួកូនរបស់នាងពាក់មីបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា I love mommy អបអរសាទរបានខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាអេជួបមិនឆ្ងាយពីគុលបាទអរគុណច្រើនបាទអូសម្រាបសួរបងវិធីករបស់ខ្លួនសម្រាបសួរពូមីងហ្នឹងហើយជម្រាបព្រោះតាមកដាលមកតួជម្រាបសួរតួឯកប្រុសចានេះខាន់ជាងគេក្មួយតួមុនចោះអាយុប៉ុន្មានឯក្មួយយក20ឆ្នាំចង់កន្លោះយូរប៉ុន្មានយូរប៉ុន្មានយក20ឆ្នាំអឺហើយហើយប៉ាអាយុប៉ុន្មានចោះ104ឆ្នាំអីទៅទៅជាកូន20ឆ្នាំអើអាយុ4ឆ្នាំហើយចុះចុះចុះម៉ែអាយុប៉ុន្មានម៉ាក់ម៉ាក់អាយុប៉ុន្មានយក20ឆ្នាំ20ឆ្នាំណាកូនដែរអើយកយុប៉ុន្មានម៉ាក់ម៉ាក់យុប៉ុន្មានយក20ឆ្នាំដែរ20ឆ្នាំដែរ20ឆ្នាំដែរហើយចុះចេចេបងស្រីមកអាយុប៉ុន្មានចេចេអូក្បាច់រួមមិញដល់កក្បាច់រួម20ឆ្នាំអឺហ្នឹងហើយបាយទឹកណាទេអើហើយមិញបត់មិញហ្នឹងប៉ាប៉ាអ្នកឲ្យច្រៀងហ៎ម៉ាណាហ៎និយាយលឺមើលប៉ាប៉ាឲ្យច្រៀងមែនហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយថតរឿងហ្នឹងប៉ាប៉ាឲ្យលុយអត់ឲ្យឲ្យលុយហ្មងមានបានហ្មងមានដឹងទេពីរបស់លេង4ឆ្នាំអេអីមើលធំឡើងចង់ខ្លាយជាអ្នកកំ pl ែងដោយប៉ាប៉ាដែរអីចង់ហ៎ចូលចិត្តកំ pl ែងហ
Play hong ấy nè. Play hong ấy nè. Hay đã khơi ngờ papa của play mùi mạng mạng ấy. À. À cơn bà ta đai chun tới đâu tới đai kết chun bà dương ạc này mùi. Ơ, bì nè đích ơ. Ôi, kinh nắc nè, bài kinh nè dù hả? À cơn chân và cơn chân ở bẹc rồi, dương nâng phương cách xâm phía. Và tất tử nâng sạch rừng thơm mấy đài đã ra kết chun bà dương mang chương rùm dùm đài cho ạc nè. Còn bà ta nè bình xâm phê bà lý xâm rạp tích xâm bật. Nhưng bây nè chân bùi nâng tù ong chứ chân đuông. Được nông sạch rừng thơm mấy, song sạc nhóm, cơm mông khôn mùi đôi tỏ tử. Chà, bà, chị biếp xô mà đong tiên. Ngày ní, cứ bù phinh tới đôi, vọt tầm biên cơm khu xa của Plain. Chà. Tư tài tầng ngọt hai. Chung khá nê tài mà đong. Và, xông bắt đầu, chứ xông tới xa dương bì liếc lấy hai khá nê chớn. Xông ai nê bẹp mi môn cho. Lúc chân nè bà lật sạch rừng ní, cơ đôi chân nè đặc nông bắt tốt đi chân bạch. Ở đây nhóm con là tụi ông xâm đại anh đấy. Còn thật thế này nhóm đồng nang ở lúc điệp văn ra đã chia chào bằng đất cam. Đôi chân này bốn đất nộp đường tổ lập bằng này. Bà bà nhóm con là tụi xâm đại anh đấy bà. Tụi xâm đại anh chưa xảy rương ấy hay mình cho bẹp bọn ấy chứ mùi kháng tụi ông xảy bà ai chẳng biết. Tụi ông xảy này cứ tha chứ tụi ai vì nẹ mai câu này mà còn tụi này cứ tụi ai nông rương nắng hay mẹ mai con mùi cứ mình thật nó xảy ha. Bạn ta sẽ đứng đó, đang chọc thả ba này nà kê thế mà nhóm hoàn toàn đang đây mà cứ miền tù ăn pi bởi chơi anh kia nó cứ lục sạp bắn đất hay đang lục cơn mà. Ờ cơn, bà lớp chọc cho môi đang tù ăn, bà tù ăn xoay tầm đồn. Dòng mạch đại tư xây riêng nâng ai chùm riêng ông pi tù ăn tạch trực lạc nạ tù ăn tích bàn tiếp. Chà, xâm rạp khăn ông xây riêng xong sạc nhóm của bóng con môi ní cứ nên chúng ta tù chỉ trả rực bài. Vậy tới cơ mạch cơ mạo đá. Vẫn tay toàn thả sơ cho chất phổ phổ mà nè. Chị đặc hiện phổ đá. Chị đặc hiện phổ đá. Và hiện lê chắc. Hiện lê nên chúng ta chạp ở rõm ta lơ con. Con môi nó cứ chỉ con rồi bỏ ở bông đằng hai người ấy tiệt nó nghe mất hai này nia chờ lắm hai nó khăng khè quá lên từ tối à sạ cả ná con nâng con bảo sạ cả ná anh đưa mới có à sạ cả ná anh đưa cái màn châm vậy tới cái nông sản hiện nâng con chỉ con bao nhôm bên tay chỉ con bạc cát đưa môi mình bạc cát toàn thẻ về vậy tới trong lẽ sân đời xa tới trong ơi bông mại bông phụ ông còn châu rùm tôi là bạn trai con và con nâng lẽ sân đấy. Xong bà tôi tới khu xa mùi tiết sân. Lưu tha đưa chìa tu ông này kêu và khu xa mùi đáy ai trụ trụ mất bà. Bà xâm rạp khu xa bỏ nhóm cứ miền ít chìa bà quân bỏ nhóm. Hay ní con xảy nhóm. Chà. Bà. Thân mình mà khu xa ní vừa dễ tới tu ông thông đài. Chà. Thông đài rồi. Bạn nồng rướng cứ thông. Thông chân kê. Hay việc bà chỉ mùi chơm chỉ mùi nè lục. Cập. Cặp đi. Chà, nhưng mà crom bọc quật bạn mà crom bọc quật miễn bị ai chí một pa chỉ mới cua xa nhom cứ hả lâu xong liệng sân bởi thằng trong đang thả băng viên đó cầm đặt na nó chạm mơ hay nè bởi thân giờ bong qua ban mơ cứ đang đường sợi coi mà chỉ vượt mong bạn chà cho đi chơi vinh chỉ mới bong cua xa nhom vinh và đã tuông chưa vậy chà nhom đi cua xa nhom đi về chấm cua xa chào mình mặc ôn đến chào ấy nó mong sạch cái lương sáng sáng nhưng mà mong con mũi cứ là cam rèn bị chơi cứ chấm chào chỉ mũi chấm bà chấm hay nông này cướp bong cướp mũi là cua bị ai chi mũi nông bong đi chơi cà cà hà nội chúng mà nè nó cứ chào chật chia chào chật chia đấy mà lấy lỡ đây chào đây đây trăng trăng xua tha đôi chào hay cầm tích chào phần nắng rồi chị con kia đấy ở đây nhom tuần mà đôi bằng chi nó ban là tuần quật thôm rồi rồi giờ nằng cái chập phần nắng xuống luôn chào cái lôi ta lủng đạp kê nó cái lôi mía này lôi cầu su chà ở côn là sôm sôm sạch đây lại đi kêu lên tu ông bài mạch tới tu ông chẳng mạch vĩnh bà ở côn bằng pro nữ sầm nua nè ta cho gặp lại mà sầm rạp bọt tầm miên sầm ba thay ní thòm đà thòm đà tới chạy tới rương nắng tua nhom nắng này cứ thà tua nẹt khang hơi thà khang này kia mình còn mùi tai của nhóm pin bom pháo nắng bom nhóm lục chia sẻ nắng bom pháo nắng sơn lạnh kia tầm nẹt đây hay kia mình nắng mình còn mùi tai mình đang thà câu nó chỉ câu nó bỏ kia mới gặp câu là bôn mà bị na cái tao nơi na thôi thằng này là cái này là hơi chút nữa cái câu mùi bạc thì chẳng có nhóm sao chia trong đăng thà nẹt nắng câu quật bật cát rồi mưa con quạt rửa bàn mà chấm rồi mưa con khang nà thấy sai ha chỉ mà đau bậc cao lang bị đầm bông nắng cứ tha cầm trong bàn nắng chia bật khiên cầm phun mùi thông mà ô miến à nghe đang là sụp buôn này khang
តួអង្គស្រីគាត់មកសុំធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏មើលឃើញនឹងតំណងតំណងអីគេបងដើមស្នេហាស្រឡាញ់គេទាំងបងទាំងប្អូនហើយក៏ដើមតដើមគ្នាតែដល់ពេលសាច់រឿងដល់ទីបញ្ចប់ថតវាអត់តន់ដល់ថានៅបានអ្នកណាប្រកាសទេនៅទីបន្ទុងគ្នាដល់ឡើយឯគាត់ថាដល់អាតួអង្គខ្ញុំជាតួក្នុងរឿងហ្នឹងដែរចាបាទហើយរឿងហ្នឹងមានតួខ្ញុំដែរបងនិយាយអរគុណឥឡូវចេះចង់លឺសំឡេងចង់លឺសំឡេងជាមួយតួម្ដងទៀតមើលតួឯងតួឯងតួឯងសាច់រឿងហ្នឹងឈ្មោះអីក្នុងរឿងឈ្មោះអីកូនក្នុងរឿងហ្នឹងឈ្មោះតួឈ្មោះកូនតួអញ្ចឹងកូនណាមើលបាទមានម៉ាក់ឈ្មោះអីក្នុងរឿងហ្នឹងម៉ាក់អូនឈ្មោះអីម៉ាក់សកណាអូដាក់ឈ្មោះម៉ាក់សកណាអញ្ចឹងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងមានក្លៀនមួយមឹមទេមានថតអីក្លៀនមួយមឹមលៀនញ៉ាំបាយអីដែរឥឡូវពូសួរមួយម៉ាក់ឈ្មោះសកណាមែនទេហើយចុះប៉ាឈ្មោះអីគេប៉ាក្នុងរឿងហ្នឹងឈ្មោះអីគេចុះប៉ាពាក់មីឡើងស្ដាប់យាយលឺមើលប៉ាឈ្មោះប៉ាពាក់មីណាប៉ាពាក់មីប៉ាពាក់មីអរគុណឥឡូវសុំឲ្យចែមើលឲ្យបងស្រីមើលចាខាងបងស្រីវិញម្ដងឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអីក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងឈ្មោះសៃខួចឈ្មោះសៃខួចចាកូនរបស់ប៉ាក្រូចប៉ាក្រូចម៉ាក់អីម៉ាក់អ៊ីតអូចាអញ្ចឹងដោនេះណាដោបានគ្រូសាអញ្ចឹងណាដោគ្រូសាម្ដងចាអរគុណបន្តសំណួរបន្តទៀតបាទជូនដល់នីភិមីសៃរឿងនេះគ្រងនឹងមិនចាំងនៅថ្ងៃណាដែរបាទយើងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី23ហើយយើងនឹងចាក់បញ្ចាំងបាទគ្រប់រោងកុននៅថ្ងៃ24ផងដែរបាទសម្ពោធថ្ងៃ23បាទខែហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20 21 22 23យើងសម្ពោធ24យើងប្រចាំងទាំងបាទទូទាំងរោងកុនគ្រប់រោងកុនឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរគ្រប់រោងកុនទាំងអស់បាទចាឥឡូវរោងកុនរោងការក៏ចាក់ទាំងអស់បាទហើយសូមជម្រាបថាឲ្យរឿងនេះផងដែរបាទជាលក្ខណៈរឿងបែបសើបអង្កេតរឿងលៀបកំ plaign ហើយនឹងស្នេហាលីឡំគ្នាបាទហើយនឹងមានការវាយតប់បាទមានការវាយតប់គ្នាមានបាទលក្ខណៈល្បិចក្នុងមានអីច្រើនទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ថារឿងហ្នឹងមានតួអង្គបងជាសវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងគាត់ចេះបាច់គុណស្រាប់ចាអញ្ចឹងមានឈុតឆាកវាយគ្នាច្រើនណាស់ចាគាត់បង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់គាត់គាត់ហាត់តៃវ៉ាន់ដូហ្នឹងវាយមួយក្រុមចោលគាត់ថាគាត់ថាមានទាត់កាប់ចានលឹងធ្លាក់ខ្ញុំធ្លាក់លឺតែ2ដងចា6ជាន់ណាចាធ្លាក់ចាំឃើញណាចាឥឡូវសូមប្រសំណួរទៅខាងនាងសាសកណាវិញម្ដងចារយៈពេលនៃការថតរឿងនោះមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយមានឈុតអ្វីដែលដាក់ចោលបរំថានឹងស្រឡាញ់ឈុតមួយនឹងខ្លាំងជាងគេឈុតថើបសួរហើយឈុតថើបអត់មានបានថើបទូប្រុសមកបៀកសោះសោកអ្នកដឹកតែអត់បានចាឥឡូវថើបឥឡូវហ្មងចាចង់បានឈុតថើបមែនចង់តែហើយមិនអាចមកគ្រឿនឲ្យអត់នេះគេសុំហ៎ដូចជាអត់បញ្ហាអីទេទៅចាបងនិយាយពីសាច់រឿងសង្សារខ្ញុំកមុំកូនមួយជាមួយនឹងប្រតិកម្ម Red Picture ហ្នឹងយើងចំណាយពេលវេលាយូរដោយសារតែមានការចូលរួមសម្ដែងតួច្រើនមែនទែនចាក្រុមតារាកំ plaign ល្បីៗក៏ដូចជាចាលោកជាសវណ្ណរិទ្ធចាដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅយើងមានការផលវិបាកច្រើនដោយសារតែតួធំនេះអូចាតួលោកបកាយលេងចាខ្ញុំសរសើរថាគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់លេងបានច្រើនយើងឲ្យគាត់ធ្វើអីធ្វើបានតែគ្រាន់តែថាកូនក្មេងពេលខ្លះគាត់ងួយគេងគឺយើងអត់ហាមគាត់បានទេចាអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវអង្គុយចាំគាត់គេងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគាត់លេងគឺអត់ល្បាយចាអរគុណបាទបកឈប់ចំកាត់មួយអត់ប្របាកដល់ឈុតខ្ញុំទេឈុតខ្ញុំមានបងក្រុមចៅទាំងអស់នេះហ្នឹងលេងប៉ះមួយបងតួហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់លេងយប់ដែរនោះគាត់ថាគាត់លេងហ្គេមជាប់សិនបាត់គាត់ថតទៀតហើយគាត់លេងមិនងាយងាប់ហ្គេមគាត់ចេះលេងនោះចាំគាត់កន្លះម៉ោងចាបាទថតជាមួយក្មេងអញ្ចឹងតាពិតគាត់មានទេពកោសលសម្ដែងនិយាយឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែរចាគាត់ថាតាមចង់ពេលថាពងថតនឹងឃ្លានត្រូវរកឲ្យញ៉ាំសិនថាតចង់មើលទូរស័ព្ទឲ្យមើលទូរស័ព្ទមើលសិនចំណាយរៀបថតអាក់សិនប៉ាសុំឈ្នោមតនោមសិនបដល់រាប់ហោះ3 2 1 action ប៉ាស្រេកទឹកផាកទឹកសិនចាចាំបើបងពាក់មីអាចជម្រាបអំពីតម្លៃខ្លួនរបស់អូនតួបានទេថាថតម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃស្មើនឹងតួស
ស្មានឹងតួធំយើងឬពិសេសក៏យ៉ាងណានិយាយទៅយ៉ាងណាថាសម្រាប់កូនខ្ញុំនេះលោកឌៀបសមន្ទរាគាត់ឲ្យនេះមិនដឹងឲ្យលក្ខណៈតួក៏មិនដឹងឲ្យលក្ខណៈយកយល់ខ្ញុំក៏មិនដឹងទេណាតម្លៃកូនខ្ញុំថតនេះរយៈពេល10ថ្ងៃគឺគាត់ឲ្យ2000ដុល្លារអូចាចា10ថ្ងៃនិយាយទៅ2000ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការថតប៉ុន្តែនៅលុយក្រៅទៀតនៅលុយចាយក្រៅទៀតរបស់លេងអូនរបស់លេងទៀតអូនចង់បាននោះចាចាអរគុណឥឡូវសុំសុំបងអ៊ីតតិចចុះកុំឲ្យអត់បានមាត់ចាមិនចាតួអត់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះសុំនឹងមានប្រសាទចាំចាអរគុណដូចបងក្រូចគាត់បានជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនអញ្ចឹងគាត់ថាសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនេះគឺសុំលក្ខសិនចាពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញទៅមើលគឺឃើញហ្មងថាគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងម៉េចចាគ្រួសារគាត់ក្នុងភពមួយដែលសំខាន់ក្នុងរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងចាគឺថាសំខាន់មែនតែនហ្មងចាជាពិសេសគឺកូនរបស់ខ្ញុំនេះមករឿងនឹងបើសិនជាអត់មានគ្រួសារខ្ញុំគឺចប់ហ្មងអញ្ចឹងអត់បានទៅមើលគឺខកខកបំរើហើយចាបើសិនជាបងប្អូនអត់បានចូលរួមទស្សនាទេស្ដាយក្រោយជីវិតហ្មងចាអរគុណច្រើនបាទសូមតំណាងក្រុមទាំងមូលបាទមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងដល់ក្រោយបាទខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យលោកឌៀមសុវណ្ណារាដែលជាច្បាប់វិទ្យកម្មក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងលោកឌៀមសុវណ្ណារាហ្នឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមមេត្តាចូលរួមគាំទ្រខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទបាទអបអសាទរបាទជូនដល់តារាភាពយន្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអោសារវ៉ា